Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm ngày 1 tháng 11 năm nay, tại cái hội nghị biến đổi khí hậu quốc tế ở Glasgow bên Anh, gọi là cái hội nghị COP26, COP26 đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính của chúng ta có phát biểu một cái câu về nhân quyền rất là cứng như sau: "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền." Theo định nghĩa của ông là nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho cả trăm triệu dân. Hiện nay thì dân chúng Việt Nam dân số là trên 98 triệu. Đó. Thì nói tròn là 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc. Khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau. Đó là ông khẳng định một cách gọn gàng. Không những Thủ tướng Phạm Minh Chính mà lãnh đạo của chúng ta cũng thỉnh thoảng bắt buộc phải nói lên là tại sao? Là tại vì Liên Hiệp Quốc nó có một cái ủy ban gọi là ủy ban báo cáo về nhân quyền. Nó cứ báo cáo hãy cái những cái người mà gọi là tranh đấu cho nhiều quyền gọi là tự do ngôn luận theo cái ý họ đó, họ hoặc là tự do tôn giáo theo ý họ đó, tức là họ không thỏa mãn những cái điều mà họ muốn đó, mà họ nói mà không chống chính quyền đối với chính quyền đó thì họ nghĩ khác. Nếu mà quý vị có ý đồ lật đổ chính quyền thì xin lỗi, chính phủ nào người ta cũng có cái biện pháp để mà người ta dán miệng anh lại. Chúng tôi ở nước Mỹ này đã từng thấy người ta dán miệng rồi, chứ không phải là không. Mỗi một nước có một cái quy định riêng, cái cách của người ta trị an, cái quốc gia của người ta, cảnh sát người ta rất là mạnh. Đó, không quý vị đừng có so sánh, như là mỗi một cái nước nó có một cái cách để mà người ta giữ cái an ninh cho quốc gia người ta. Thì bởi vì những cái người mà ở nước ngoài đó cứ thóc mắt lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và rồi họ báo cáo, họ đăng những cái báo nào, họ đăng những cái báo là BBC nè, AFI nè, RFA nè, những cái báo là của họ, VOA nè, toàn là những cái báo mà Mỹ nó trả tiền không à. Thành ra đó là những cái vấn đề mà gọi là họ chọc gậy bánh xe cho chính phủ Việt Nam rất là khó khăn trong những cái việc mà trị an trong cái quốc nội. Do đó là thỉnh thoảng thì các lãnh đạo cũng có thốt lên những tiếng nói mạnh mẽ về nhân quyền. Tôi nghe, tôi không nhớ rõ nhưng mà nhớ Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng có nói, là không biết ông trả lời ai thì tôi không có nhớ rõ, nhưng mà ông có nói là nước Mỹ không có tư cách để mà nói chuyện nhân quyền với Việt Nam. Đấy. Thì trong cái vấn đề đó thì xin ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Quang này có rất là nhiều ý kiến, thì căn cứ vào những cái kiến thức về lịch sử của ông, xin mời ông. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay hân hạnh lại được tái ngộ với quý vị nói về cái đề tài gọi là tôi gọi là chuyện nhân quyền. Kính thưa quý vị, nhân quyền là quyền của người dân, nhưng mà trong lịch sử cho thấy rằng cái thế lực nào là cái thế lực vi phạm nhân quyền, và cái dân tộc nào hay là cái thế lực nào bị người ta vi phạm nhân quyền. Từ lịch sử cho thấy rằng những cái thế lực mà gọi là phong kiến phản động và thực dân Âu Mỹ đi xâm chiếm đất nước người ta, và những cái thế lực cựu thù cấu kết với các đế quốc thực dân Âu Mỹ là cái thế lực vi phạm nhân quyền. Và những cái dân tộc thuộc các thuộc địa của các cựu thù như là đế quốc thực dân Anh Mỹ và giáo hội La Mã là cái dân bị những cái thế lực đó cai trị, là cái dân bị tước đoạt nhân quyền. Cái điều đó quý vị đã thấy rõ. Thế thì nói về cái nguyên nhân mà vi phạm nhân quyền đó, thì không ai chối cãi rằng bất kỳ cái thế lực xâm lăng nào đi chiếm nước người ta đều có chủ trương là vi phạm nhân quyền, các dân tộc bị chiếm đóng, và cả cái thế lực mà cấu kết với lại các thế lực đó, và cái bọn mà bản địa cấu kết với cái thế lực đó vi phạm nhân quyền. Thì tại Á Châu đó, người ta cũng theo cái chế độ quân chủ, nhưng mà cái chế độ quân chủ của Á Châu nó khác với cái chế độ quân chủ của các nước mà theo độc thần đó. Ví dụ như là ở tại các nước Á Châu đó, thì ông Khổng cũng như là ông Phật thì nói rằng là ta nói cái gì thì ngươi hãy suy nghĩ xem có đúng thì ngươi hãy theo, chứ không phải là nghe lời người ta mà theo. Ông Khổng Tử ông ấy nói rằng là dân vi quý, xã tắc thứ chi quân vi khinh, và
Và phải nói rằng là ý dân là ý trời. Dân chi sợ ố, ố chi, tức là dân mà người ta ghét thì mình cũng ghét theo. Dân chi sợ hiếu, hiếu chi, dân mà người ta mà thích thì cũng phải thích theo. Sở vị dân chi phụ mẫu, có như vậy thì mới là lãnh đạo của dân. Cái điều kiện này rồi, ngoài ra là nói là nếu ông vua mà không tôn trọng cái quyền của nhân dân, mà không làm tròn nhiệm vụ của ông vua, thì ông vua đó sẽ người dân có quyền lật đổ và thay thế ông vua đó lên cầm quyền. Đây là sử gia người Âu Châu nói, chứ không phải là người Việt Nam nói. Sử gia đó là ông Benavon trong cái cuốn Đơn thư Việt Nam nơi trang 18. Thì tôi dịch đây rồi, tôi nhờ bà này có văn vẹn có hai câu thôi à. Vẹn vẹn có chú xíu này này. Thế này, nếu người cầm quyền hay là ông vua đó mà áp bức dân chúng thì ông vua đó không còn xứng đáng đối xử là ông vua nữa. Mà người nào mà cái tính cách thiêng liêng của cái ông vua đó cũng không còn nữa, và giết cái ông vua đó thì không phải là một tội ác. Nổi loạn chống lại cái tên độc tài đó thì nó là một cái việc làm hữu lý. Và cái người mà giết cái ông vua đó thì có quyền lên thay thế ông vua đó để trị nước. Đây là cái bản tiếng Anh. Ngược lại, các nước mà theo cái chế độ độc thần đó, là Âu Châu với lại Mỹ Châu là đại đa số là theo độc thần, mang nặng cái tư tưởng độc thần, thì nó lại có tính cách chuyên chế, độc tài và không có quyền lật đổ nhà vua. Đây này, đây là ông cuốn Triết Lý Quốc Trị Hành Động của ông học giả Dương Thành Lợi. Ông nói như thế này: một triết gia Âu Châu khác tên là Aquinas, tức là ông này gọi là thánh của bên giáo hội La Mã, chủ trương rằng nhà vua được Aquina này này có chữ E này nó đọc. Chủ trương rằng nhà vua được thượng đế chọn lựa. Thượng đế là ai? Có ai thấy ông thượng đế không? Thượng đế đây á là giáo chủ Vatican chọn lựa, cho nên nhân dân phải dùng các phương tiện hợp pháp để trục xuất một vị vua gian ác. Nhân dân không thể làm cách mạng để giết ông vua và thay đổi cơ chế chính quyền. Theo ông Aquinas, nhân dân thà có một ông vua gian ác còn hơn là phải đối đầu với hiểm họa đất nước bị phân chia. Sự cai trị độc ác của lãnh tụ có thể phản ánh ý định trừng phạt người dân của thượng đế. Và nếu các phương tiện hợp pháp không thể trục xuất vị lãnh tụ gian ác, người dân chỉ còn cách duy nhất là cầu nguyện thượng đế, tức là chờ cho giáo chủ Vatican chấp thuận. Nếu thượng đế không đáp lại lời cầu nguyện để bắt buộc lãnh tụ quốc gia thoái vị, thì nhân dân phải chấp nhận vị lãnh tụ gian ác này, bởi vì đó là ý của thượng đế đó. Thế thì cũng là quân chủ cả, thì cái quan niệm của quân chủ của Tây Phương á. Giờ lên cho người ta coi cái cuốn này chưa? Đây là cái cuốn này. Và đây là đoạn văn này. Tôi sẽ nhờ ban biên tập sẽ đọc lên được. Thế thì cái triết lý của họ như vậy, cho nên bất kỳ ông vua nào hay là nhà cầm quyền nào, họ cũng dựa theo cái triết lý đó. Nếu họ còn đi nhà thờ, họ tin nhà thờ thì họ làm như vậy. Do đó tất cả các nước Âu Châu đó, họ nói rằng nhân quyền, nhưng mà thực tế đó đâu có phải là họ tôn trọng nhân quyền. Phải đợi cho đến nước Anh nó ly khai khỏi Vatican cho đến năm 1669 thì nó mới ban hành cái Bill of Rights, tức là cái bản dân quyền, để cho tách rời cái quyền lực của Vatican và nó mới công nhận cái quyền của người dân đó. Và từ đó trở đi thì nó mới có dân quyền. Thế đến năm 1789, khi mà cách mạng Pháp nó bùng nổ vào một ngày 14 tháng 7 năm 1789, thì nó cũng bắt đầu ban hành cái bản gọi là nhân quyền. Đó, tôi có nói ra xin là nó ban hành bản nhân quyền và nó tách rời tôn giáo ra khỏi chính quyền. Nó tịch thu tài sản của giáo hội La Mã. Nó làm bản hiến chương cho cái giới tu sĩ để nhận rằng các ông tu sĩ kể từ ngày nay không được tuân hành lệnh của giáo hoàng La Mã mà phải tuân hành hiến pháp. Và cái giáo hội La Mã của Pháp, giáo hội người công giáo của Pháp đó, phải tuân hành hiến pháp và tùy thuộc vào cái chính quyền của nước Pháp, của hiến pháp, chứ không còn tùy thuộc vào giáo hội La Mã nữa, tức là ở Rome nữa. Thế đến khi mà cách mạng cách mạng Mỹ nó bùng nổ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, thì khi ngay khi họ
tuyên bố độc lập, họ cũng bạn nói cái bản dân quyền của họ, tức là thượng đế sinh ra con người thì được hưởng tất cả những cái quyền mưu sinh, lo cho hạnh phúc và quyền bình đẳng với tất cả mọi người. Đó, điều đó là tôi có nói rõ trong hết tất cả. Như vậy là, nhưng mà trái lại họ nói là như vậy, mà khi họ đem quân đi xâm chiếm đất nước người ta thì họ không bao giờ tôn trọng, mà họ luôn luôn, các đế quốc Âu Mỹ, các quý vị thấy là các nước Nam Mỹ cũng bị trị, các nước Châu Phi cũng bị trị, nước Việt Nam ở Đông Dương cũng bị trị, đều có sự cấu kết giữa các đế quốc Âu Mỹ với lại giáo hội La Mã. Quý vị cứ nhìn kỹ coi. Anh kể cái chuyện mà cái ông gì đi đâu bắt người ta thiên đó, rồi cái ông đó ông mệt quá đó, rồi ông đây là ông đây, đây là cũng là trang 52 trong cuốn sách này. Đây mà đây. Để đọc hầu quý vị nghe cái câu chuyện vi phạm nhân quyền mà trong cái lúc mà họ hống hách cái Vatican cấu kết với Pháp để mà chà đạp nhân quyền Việt Nam trong những trong cả trăm năm mà họ cai trị trực tiếp hoặc là gián tiếp Việt Nam như thế nào nhé. Họ có thế lực như thế này. Cố Anton, cố này là linh mục đó quý vị, ngày xưa ta gọi là cố đó, linh mục Anton đi qua một làng lương, lương tức là những người không có đạo đó, không có theo đạo Thiên Chúa đó. Trên người mang áo trùng thâm và áo các phép. Các áo các phép tức là khi mà họ làm lễ này phép kia, họ mặc áo trắng áo xanh áo đỏ gì đó, tức là để mà cho nó khác thường. Một số thiếu niên người lương thấy cố ăn mặc kỳ cục thì cười giễu, có vài trẻ dám chửi rủa cố. Trở về nhà, cố tức giận tập hợp giáo dân lại, ra lệnh cho họ đi ruồng qua làng lương kia trừng phạt đích đáng mấy đứa có tội, nghĩa là đánh đập tất cả những người họ bắt gặp ngoài đường, tung hoành trong làng ấy như đối với quân thù vậy. Các cụ bô lão trong làng lương bèn gửi khiếu nại lên huyện, và thật ngỡ ngàng khi thấy quan huyện bắt họ phải mua lễ vật theo phong tục Việt Nam mà đến sắp mình lại trước mặt cố, xin tha thứ cho những gì đã xúc phạm cố. Quan huyện còn nói thêm, đó là bản án còn nhẹ đấy, bởi đây là lần đầu tiên dân tụi bay đã phạm lỗi như thế. Chớ quên rằng nếu còn tái phạm thì bô lão sẽ vào tù, còn phạm nhân thì sẽ bị tử hình. Rồi, đó là câu chuyện thứ nhất. Bây giờ câu chuyện khác, nhân quyền cũng, đây là một cái vụ nhân quyền thứ hai. Cố Giang, đây là ông linh mục Giang, nằm trong một cái cáng do hai giáo dân khiêng đi tới một thành phố cách nhà 18 km. Vừa ra khỏi xứ đạo, một trong hai thưa rằng mình bị bệnh, xin cố kiếm ai thay thế hộ. Vì hơn khi một hồi thì người ta mệt mỏi. Cố bảo cứ bắt được ai thì bắt. Có một người đi qua, cố kêu, ê anh kia, đến khiêng ta đi tỉnh. Người kia lắc đầu, không, tôi không thể và tôi không muốn. Cái thì cố nói, thằng sắt lá, mày không muốn hả? Thằng giặc. Người kia vẫn không chịu khiêng. Tôi là lý trưởng, tôi không thể khiêng được. Đứng trước sự khước từ dứt khoát như thế, bởi vì người ta đó là quan mà, quan lý trưởng mà bắt người ta khiêng cán cho. Đứng trước sự khước từ dứt khoát như thế, ông cố xuống khỏi cán, cầm gậy nhảy bổ tới đánh đập viên lý trưởng, miệng nguyền rủa, lý và không lý, liệu mà khiêng cán cho tao. À, thằng giặc cộng sản, mày sẽ biết tay tao. Đấy, không biết đủ chưa, thôi đọc thêm một quý vị vài hàng nữa. Hôm đó cố tay đến nhà quan đầu tỉnh và tố cáo rằng làng lương bên cạnh xứ đạo của ông đang nổi loạn. Đấy, quý vị xem nhân quyền đấy, mà chính cái tên lý trưởng cầm đầu, họ nói là nổi loạn là chỉ vì không khiêng ổng thôi. Qua ngày sau, viên lý trưởng bị cách chức và bị tống vào ngục. Đấy, quý vị ơi, đấy, thời Vatican và Pháp hè nhau đè đầu đè cổ lý trưởng của chúng ta đấy. Không hiểu cố Tây có tạ ơn Chúa cho mình chiến thắng tên ngoại đạo kia chăng? Đây là cái lời của linh mục Trần Tam Tĩnh nói mỉa mai đó nha quý vị. Nhưng chắc cố phải rất thích thú thấy rằng phong trào chống giáo sĩ bên chính quốc Pháp chưa được du nhập sang các vùng thuộc địa. Tức là cái thời đó
là cái thời cách mạng Pháp, ở bên Pháp là người ta xem linh mục trả ra gì, người ta đem linh mục ra người ta xử tử, xử tử đấy. Thế mà qua bên xứ Việt Nam mình cũng từ đó họ lại hống hách đối với dân mình như thế đó. Thưa quý vị, nãy tôi đã nói rằng là giáo hội La Mã cấu kết với thằng thực dân Pháp chiếm đoạt hết các ruộng đất canh tác của chúng ta. Ngoài ra cũng nói rằng là ngoài cái sự mà cướp đoạt tài nguyên của đất nước chúng ta như vậy đó, thì giáo hội La Mã với thực dân Pháp còn bắt chúng ta phải đóng những cái thứ thuế như là cái thế thân. Cái thế thân là cái thế vô lý nhất ở trên thế giới này, trong lịch sử nhân loại. Thuế muối, mình sản xuất ra muối phải nộp cho cái sở đoàn tranh tỳ đoàn của nó đó. Nó gọi là đoàn thuế đó, rồi nó mới bán lại cho người ta, tức là nó độc quyền muối. Rồi cái thuế rượu, nó độc quyền sản xuất rượu. Cái nhà máy Phong Tiên ở Chợ Lớn đó, là nó độc quyền sản xuất rượu. Mà dân ta là dân sống theo cái lễ nghi văn hóa, nghĩa là luôn luôn là có lễ nghi gì là phải có rượu, mà người ai thích thì cứ tự nấu rượu. Tức là ông già tôi cũng là nấu rượu đó. Thế nó không cho nấu rượu, nó cho là rượu ngang, rượu lậu, nó phạt. Rồi thuế chợ, thuế qua cầu, thuế sang đò đó. Thế đó là cái thời Pháp thuộc. Cho đến cái thời ở miền Nam, trong những năm 1954 và 75 thì người Mỹ lại cấu kết với giáo hội La Mã đưa Ngô Đình Diệm về cầm quyền, vi phạm điều khoản hiệp định Geneva, gọi là ăn cướp miền Nam, để thành một cái quốc gia riêng biệt, để tiến hành cái kế hoạch Kitô hóa bằng bạo lực của nhà nước. Và cái thời gian đó đã gây nên không biết bao nhiêu oan khiên, là nhất là riêng cái liên khu năm, các tỉnh như là Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, giết tới 300.000 người. Chỉ có riêng vùng đó thôi. Cái lý do vùng đó là dễ bị giết là vì thì cái vùng đó là do chính quyền Việt Minh kiểm soát, và ai cũng phải vào cái đoàn thể gọi là mặt trận Việt Minh. Bé như tôi hồi đó là phải đi vào cái gọi là đoàn thể thiếu nhi, lớn lên là đoàn thể thanh niên, lớn hơn nữa thì đoàn thể phụ nữ với lại đoàn thể nông dân. Và tất cả đều có cái danh sách đó. Và khi mà ông Phạm Ngọc Chi chưa được chỉ định về cái vùng đó, quản lý cái vùng đó, thì ông ấy được giáo triều Vatican được chế độ điện cấp phát riêng cho 30 triệu Mỹ Kim để mà mua chuộc. Và ai không theo đạo ấy, thì bị giết. Cái số người giết là tới 300.000 người. Cái người chống lại là bị giết. Cái người mà theo đạo thì được cấp cho chức vụ. Đấy. Và ngoài ra đó thì chế độ Diệm lại còn cấu kết với Mỹ để cho Mỹ tháng cái số lượng bom ở miền Nam Việt Nam bằng 4 lần tổng số bom đạn của hai phe lâm chiến đã tham dự vào đề nghị thế chiến trong những năm 1939 đến năm 45. Cái đó cũng còn chưa nguy hại bằng ông Diệm hồ hởi tán đồng cái kế hoạch của ông Tổng thống Quan Chiên Kennedy vào cuối tháng 11 năm 1962 để mà dùng cái chất độc da cam tới 77 triệu lít chất độc da cam rải xuống ở miền Nam Việt Nam, vào những cái vùng mà cái chính quyền Sài Gòn không kiểm soát được. Đa phần những cái vùng này là những vùng nông thôn, đại khối nhân dân ở trong cái vùng đó, đồng ruộng rồi hoa màu rồi sông nước, tất cả bị nhiễm độc hết. Và nhiễm độc nguy hại đến cái sinh mạng của con người, mà cho đến ngày nay là 40 năm sau thì còn người Việt Nam mà bị ảnh hưởng cái đó, sinh ra những cái đứa quái thai. Đó là cái tội ác của ai? Của hai ông Tổng thống Quan Chiên Kennedy với lại Ngô Đình Diệm chủ trương cái đó. Thế thì cái đó cũng là do cái triết lý của giáo hội La Mã đã ra mà họ tuân hành như vậy. Ngoài ra ông Diệm lại bách thài Phật giáo. Ngoài cái giết ở ngoài miền Trung là bách thài Phật giáo đến nỗi nổi tiếng từ vào mùa hè năm 1963, tức là khoảng mùng 9, mùng 10 tháng 5 năm 1953 cho đến ngày 20 tháng 8 năm 1963, đến nỗi phong trào Phật giáo nổi lên ở trong nước cũng như ở khắp các nơi trên thế giới, khiến cho Tổng thống Kennedy nữa, năm đó là như là tôi đã nói là năm áp, năm bầu cử. Nếu mà cái phong trào nhân dân thế giới chống được như vậy và nhân dân Mỹ cũng chống như vậy thì cái cuộc bầu cử vào năm 1964 đó nó sẽ bất lợi cho đảng dân chủ. Do đó ông Kennedy mới dùng cái chính sách là sai ông McNamara cầm đầu phái đoàn đến tận Vịnh Gia Long vào ngày 27, 28, 29 gì đó
năm 63 ra lệnh cho ông là ngưng ngay cái chính sách bách hại Phật giáo, thả ngay hết tất cả những cái người sinh viên, học sinh và Phật tử ra khỏi nhà tù, phải dân chủ hóa cái bộ máy chính quyền. Do nên nhưng mà ông Diệm bây giờ đã ở vào cái thế cỡi trên lưng cọp rồi, và lại ở cái thế không thể nào mà thay đổi được, vì ông đã tuyên bố rằng ông tuyệt đối tin tưởng vào Tòa Thánh Vatican, rồi ông mới chống cộng sau. Thế thì ông Ngô Đình Nhu cũng nói ở trong cái cuốn Đảng Cần Lao rằng cái việc chống cộng là để cho người Mỹ lo, còn cái việc ông ấy lo nội an, tức là lo cái vấn đề thi hành kế hoạch Kitô hóa nhân dân miền Nam bằng bạo lực, mà ông đã nói rằng là nếu ông ấy, cái anh em nhà Ngô mà cầm quyền trong vòng 10 năm thì toàn thể nhân dân miền Nam sẽ theo đạo hết. Đó là xét xử đều như vậy. Rồi thứ hai là xét xử người Âu Mỹ chứ không phải là người Việt Nam, ghi rõ rằng ông Diệm là một trong những 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là một cái vấn đề. Rõ ràng là cái đế quốc thực dân Âu Pháp và đế quốc thực dân Mỹ đều cấu kết với lại giáo hội La Mã, vi phạm nhân quyền nhiều hết, làm cho cái dân ta bây giờ không có nhân quyền. Thế thì bây giờ chính quyền chúng ta là dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Cụ phải lăn lộn bôn ba ở ngoài hơn 30 năm trời về để lãnh đạo nhân dân ta vùng lên để mà chiến đấu giành lại cái quyền tự do độc lập cho dân tộc, tức là giành lại cái quyền người làm người của đất nước Việt Nam, và đánh bại được cả hai cái liên minh xâm lược Pháp Vatican và liên minh xâm lược Mỹ Vatican. Vậy thì ông ấy là cái người đem lại cái nhân quyền cho dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản nữa. Đó là cụ Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn dân Việt Nam đều nức lòng theo cái sự lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản để mà đánh đuổi các thế lực xâm lăng ngoại thù tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại để đem lại cái nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Thế thì khi mà giành được rồi đó, thì cũng như là cụ ông Tôn Đình Sơn nói rằng là phải ổn định đất nước, thì nó có 3 giai đoạn. Thứ nhất là quân chính, tức là giai đoạn đầu thì phải làm cái biện pháp quân sự để ổn định đất nước. Giai đoạn thứ hai là huấn chính, để phải dạy cho dân phải ý thức được cái vai trò của người dân mới độc lập tự do, chứ không còn cái tinh thần nô lệ như ngày xưa. Rồi cái giai đoạn thứ ba mới là hiến chính, tức là cai trị nhân dân theo hiến pháp. Thì cụ Hồ Chí Minh đã bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn hiến chính, nhưng mà trong cái đoạn hiến chính này, quý vị hãy nhìn xem, nào là ông Nguyễn Văn Lý, nào là ông Ngô Quang Kiệt, nào là ông Nguyễn Thái Hợp, nào ông Nguyễn Thái Thành, ông Đặng Hữu Nam, tất cả những người đều chống phá đất nước, tức là tạo nên đất nước vẫn còn bất ổn. Nếu mà theo nguyên tắc mà đất nước còn bất ổn thì vẫn còn giai đoạn quân chính. Họ là viên chức của nhà nước Vatican mà là cựu thù của đất nước Việt Nam. Họ phục vụ cho kẻ thù của đất nước chứ không phải là phục vụ cho đất nước. Họ ở tại nước Việt Nam, họ lợi dụng cái địa vị là viên chức của nhà nước ngoại quốc mà lại chống phá đất nước Việt Nam. Như vậy thì quý vị hãy nghĩ xem, cứ nhìn nhận cái miệng lưỡi của thằng Đặng Hữu Nam đó, nó nói cái vụ mà 39 người ở Nghệ An đều là công giáo cả, đều là trốn khỏi nước bất hợp pháp, đều được di chuyển từ lúc ra khỏi nước cho đến lúc mà vào nước Anh cũng là bất hợp pháp, rồi vào nước Anh du nhập vào nước Pháp cũng bất hợp pháp, rồi vào nước Anh làm những cái chuyện trồng cần sa ma túy cũng là bất hợp pháp. Ấy thế mà miệng lưỡi điêu ngoa của cái linh mục Đặng Hữu Nam đã nói rằng tự chính quyền Việt Nam nó mới nên như vậy. Thế nên nó mà cái dân đó đó, quý vị, đây là cái làng đó người ta gọi là cái làng tỷ phú, nó tham tiền chứ nó đâu có nghèo đói gì đâu, tức là người ta đã tranh đấu cái thời Pháp thuộc sức mấy mà nó có cái làng đạo nào mà được tỷ phú như vậy. Chỉ cái thời Việt Minh với Đảng Cộng sản Cộng quyền lãnh đạo mới cái làng đạo đó nó mới thành tỷ phú được. Thế mà nó vô ơn, nó bất nghĩa, nó bất nhân, nó nói như vậy. Vậy thì cái thế lực bây giờ, nãy tôi đã nói rằng thế lực nào là cái thế lực vi phạm nhân quyền, thì nói rõ là các thế lực Âu Mỹ thực dân xâm lược cấu kết với giáo hội là Vatican là cái thế lực vi phạm nhân quyền. Và cũng là nói chúng này, tất cả các nước mà còn theo cái đạo độc thần đó, thì đều là vi phạm nhân quyền. Bởi vì quý vị cũng nhận thấy rõ rằng hễ theo đạo đông quyền thì họ diệt hết đến những người cùng đạo họ nhưng mà không cùng cái hệ phái của họ. Rõ ràng nhất là công giáo thì diệt Anh giáo, diệt Tin Lành, diệt cả Hồi giáo, diệt hết tất cả các tôn giáo khác. Còn trái lại Tam giáo đồng nguyên á, thì như là Việt Nam đó, thì người ta sống hài hòa với tất cả những người tôn giáo khác. Sách sử đã nói rõ như vậy. Thế người ta sống vẫn là vui vẻ với nhau. Suốt chiều dài lịch sử 2000 năm, nước Việt Nam sống với 3-4 thứ tôn giáo. Một người có thể 3-4 thứ mà không có chuyện gì mâu thuẫn cả. Không bao giờ có chiến tranh tôn giáo.
Trái lại, ở Âu Châu, độc thần giáo thì luôn luôn là có chiến tranh tôn giáo. À, tới đây thì chúng tôi cũng có thể gói ghém lại câu chuyện là siêu qua lịch sử, là những cái nước vi phạm nhân quyền ngày xưa và ngày nay nữa. Ngày nay là họ gieo chiến tranh khắp nơi trên thế giới, đi gieo Iraq rồi suối bảy cách mạng màu thì khắp nơi, mà cái miệng thì cứ leo lẻo nhân quyền rồi cứ soi về Việt Nam. Trong lúc đó thì Việt Nam là cái nước đem lại tranh đấu trần ai đổ máu xương để đem lại cái nhân quyền cho người dân của họ, và hiện giờ người ta đang bảo vệ cái sự sống của người dân hết sức người ta, mà cứ bị soi mói những cái nước cường quốc. Do đó là các lãnh đạo, không có ngạc nhiên các lãnh đạo của chúng ta đi ra ngoại quốc mà cứ cảm thấy ức lòng, mà bắt buộc phải nói lên là chúng tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai về vấn đề nhân quyền. Đúng và vậy. Chúng tôi rất là cảm động với cái lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ở đâu mà có độc thần, ở đâu mà có thực dân xâm lược Pháp và các nước cựu thù đó còn thù hận chúng dân tộc Việt Nam là vì đã đánh đuổi họ ra khỏi đất nước, thì họ vẫn còn tiếp tục kiếm cớ để trả thù dân tộc Việt Nam mình. Đừng tin những gì những cái người mà còn thuộc cái thế hệ, cái thế lực cựu thù mà nói. Họ chưa có tỉnh ngộ cho nên họ tiếp tục nói vu cáo cho đất nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Họ kiếm chuyện này, kiếm chuyện nọ, không ưa thì chưa có giỏi. Tất cả hễ họ lên bục giảng của nhà thờ hay là ở một nơi nào đó, ở nơi công cộng, là họ kích động giáo dân, họ chửi bới chính quyền. Đó. Mà chính quyền vẫn để cho họ nói chứ đâu, chính quyền chưa có hề bắt. Như vậy thì được tự do đến như vậy rồi họ ăn nói thì điêu ngoa xảo trá như thế nào. Và bằng chứng cái vấn vi phạm nhân quyền ở trong giáo hội La Mã là cái vấn đề Âu Dầm. Nó nổi tiếng từ đầu thế kỷ thứ 21 cho đến nay, tức là hai mươi mấy năm rồi. Đến nỗi là giáo hoàng đã họp cái hội đồng vào cuối tháng 2 năm 1920. Cuối cùng ông ấy không có giải quyết, ông ấy đổ lỗi là các ông linh mục này á là bị quỷ ám cho nên mới làm như vậy. Xin lỗi, Chúa cũng không có, quỷ cũng không có. Chúa với quỷ cũng chỉ là giáo hội La Mã, giáo triều Vatican mà thôi, chứ làm gì có Chúa mà làm gì có quỷ. Chỉ đổ lỗi cho những cái vô lý như vậy đó. Thế cho đến là họ vẫn còn cương quyết, họ không giải quyết. Tức là họ đã vi phạm nhân quyền ở ngay trong cái cộng đồng công giáo của họ. Thế thì xin trả lời những người nào mà bảo vệ, tố cáo cái nhân quyền của chính quyền Việt Nam đó, thì xin hỏi họ rằng họ đặt vấn đề với lại giáo triều Vatican là tại sao các ông giải quyết cái nhân quyền ở ngay trong cái đạo của ông mà để cho những người, có đến nỗi là ông linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng á, Nguyễn Ngọc Dũng đó, ông ấy cưỡng bắt cái cô Lữ Thị Thu Nga làm tình dục. Không, cô đó là nạn nhân thứ 4 hay thứ 5 gì lận đó. Rồi ông linh mục Giuse Nguyễn Tiến Độc á lại hãm hiếp cả cái đứa cháu ruột của ông ấy, tức là con của bà chị gái của ông ấy, mà chính cái đứa cháu ruột đấy bà chị gái đứng ra tố cáo chứ không ai. Nhưng đâu có giải quyết gì, ông vẫn hàng ngang nhiên là linh mục. Thành ra giáo hội không trị, người của giáo hội không trị. Chính cái đó là nội bộ của giáo hội, chính quyền chỉ biết thế thôi, chứ còn nếu mà đem ra truy tố, có người tố cáo thì chính quyền sẽ xử. Nhưng mà đây là nội bộ viên chức của nhà nước Vatican, Vatican không xử. Cứ để như vậy mà lì lợm. Bây giờ cái vụ nó nổi loạn, cái mới đây là bên Pháp người ta công bố cái tài liệu là tới 33.000, người ta phát giác ra là tới 330.000 các trẻ em bị hãm hiếp, mà chỉ tố cáo thế thôi chứ còn cũng lì lợm chứ đúng rồi. Chỉ có từ năm 1950 tới bây giờ. Chỉ có từ năm 1950 đến bây giờ, tức là khoảng 70 năm. Khoảng 70 năm mà các giả họ như vậy. Nhưng mà thực ra không phải riêng nước Pháp, ở khắp nơi trên thế giới, Ái, Nhĩ Lan, Hoa Kỳ, Canada người ta khám phá ra giáo hội La Mã là liên hệ vào cái gì giết chết tổng mất cộng, bao nhiêu chị tổng em? Cộng cả ngàn đó, tổng cộng hàng ngàn, nhiều ngàn đấy, ngôi mộ không tên, ngôi mộ không tên. Giáo hội đã liên hệ vào cái vấn đề đó, mà chính thủ tướng Trudeau ở Canada đã yêu cầu giáo hội La Mã phải xin lỗi, nhưng mà giáo hội La Mã vẫn đờ đi, tức là đúng là lươn lẹo, nhưng mà hãy lì lợm, lắt léo, quay quắt. Hãy nói đến nhân quyền là họ đi đầu, mở miệng ra đi đầu. Nhưng mà là những cái cực đài, tức là những người của giáo hội La Mã luôn luôn mở miệng ra tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Đấy, thì chúng tôi để cho quý vị tự hỏi lại những cái hành động như thế đó ai mới là cái người vi phạm nhân quyền, và chúng tôi không có phải binh vực tất cả những cái gì là của chính quyền Việt Nam, nhưng mà cái trên cái căn bản là chúng ta đã bị soi mói một cách rất là bất công. Đó, thế thôi. Như vậy thì xin trước khi kết thúc là hễ mà nói đến nhân quyền thì quý vị cũng nên đặt rằng cái giáo hội La Mã là vi phạm nhiều nhân quyền nhiều nhất, nhưng mà lại lớn tiếng tố cáo cái chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền. Rõ ràng là cái hành động đó là vừa ăn cướp vừa la là. Dạ, chúng tôi xin tạm ngưng tạm biệt quý vị và chúng tôi xin hẹn lại quý vị lần sau. Dạ, thôi xin đến đây xin kính chúc quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần sau.